quyền không chụp hình đâu. Anh không cho chụp hình. Anh nghe đầu đuôi của tôi chưa? Tôi muốn ghi cái số điện thoại của các phòng ban. Thế mà anh này anh không cho tôi chụp hình. Không cho chụp hình. Tôi bảo tôi không có bút. Thì tôi bảo tôi... Đây. Cậu bây giờ rồi không được. Rồi thì tôi không có giấy. Cơ quan nhà nước không được chụp hình. Cậu nói vô duyên. Đâu vô duyên cậu nữa. Nói... Ừ, chỗ đó ngồi. Cậu nói trẻ con. Cậu mà nằm ở đây mà cậu nói những lời nói đó là cậu trẻ con. Tôi là người công dân, tôi đi vào đây tôi ghi số điện thoại cậu vô vẩn. Chủ ghi đây chỗ đó, anh không được chụp hình mà. Tôi ghi hẳn cậu nên cho tôi đưa lên truyền hình. Mời cháu tôi đưa lên truyền hình. Mời cháu. Rõ tên tuổi của cậu nhé. Vâng. Tôi là công dân đến đây ghi số điện thoại của ủy ban phường. Chủ ghi đâu? Cậu, tôi ghi bằng nhiều cách. Chủ ghi đâu? Tôi ghi bằng nhiều cách. Đây tôi ghi bằng cách này. Tôi nên tôi đọc xong máy ghi âm tôi ghi vào tôi về tôi mở ra. Đó chúng ghi đi. À? Ghi đây. Tôi ghi vào đây tôi đang đọc tôi ghi đây. Ngồi, mời chú ra ngồi. Cậu không có đủ tư cách của cái cách làm việc của cậu là cách làm việc trẻ con. Mời chú ra ngồi. Cậu làm việc cái kiểu gì trẻ con thế? Cậu là chức năng gì ở đây? Hả? Cậu làm việc gì? Cậu là chức năng gì ở đây? Tôi bảo vệ ở đây. Cậu là bảo vệ nhé. Cậu đeo phù hiệu ở đây, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Cậu tên tuổi là gì? Đây là Ủy ban Nhân dân phường Tam Thuận, nơi người dân đến lấy số điện thoại của cán bộ và bảo vệ của Ủy ban đã ra không cho lấy số điện thoại của cán bộ và thậm chí còn gây gổ với cả dân ra xin số điện thoại của cán bộ.